Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với chương trình dạy và học môn tin học cấp trung học cơ sở với mục tiêu cùng học cùng tiến bộ. Nội dung trong video lần này liên quan đến quyển sách tin học lớp 7 trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Xin mời các em theo dõi. Thầy xin chào các em nha. Thì ngày hôm nay thầy làm cái video này gửi đến các em, hướng dẫn cho các em cái cách mà thực hành cái phần 3 ở trong cái bài 6 làm quen với phần mềm bảng tính. Như vậy thì trước khi vào cái phần 3 phần thực hành á, thì nhắc lại một số nội dung mà ở cái bài số 6 này, và chủ yếu là những cái nội dung trọng tâm. Sau khi học cái kiến thức bài này xong á, là ở cái phần 1 đó giới thiệu cho chúng ta là một cái phần mềm. Đó là cái phần mềm bảng tính tên là Excel. Vậy thì ở trên cái phần mềm á, có một cái giao diện ở cái hình là 6.1 ha. Mình phải biết được ở vị trí nào gọi là địa chỉ hay là hộp địa chỉ, rồi vùng nhập dữ liệu hay là các hàng, các cột hay là các chăn tính, hoặc là cái vùng để hiển thị dữ liệu. Thì ở trên cái màn hình đó, các em quan sát là có một cái biểu tượng hay là một cái phần mềm gọi là Excel, thì cái phiên bản gọi là phiên bản 2016. Phiên bản thì tùy theo phiên bản, ví dụ có 2003 hoặc là 2010 hoặc là 2013 vậy đó. Thì nói chung những cái phiên bản đó đều có tính năng như nhau là phần mềm bảng tính. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm này lên bằng cách là nháy đúp chuột trái 2 lần. Rồi đây là cái giao diện của cái phần mềm Excel ha. Mình nhắc lại một số nội dung. Hồi nãy mình có nhìn vô cái hình là 6.1 á, giao diện ở trong cái sách của mình á, thì mình thấy cái ô hiện thời. Đầu tiên là cái ô hiện thời là cái ô mà chúng ta nháy chuột vào ở trên cái bảng ha. Đây là cái bảng tính. Thì những cái ô nào chúng ta nháy gọi là ô hiện thời. Rồi hộp địa chỉ. Hộp địa chỉ thì ngay chân con chỏ chuột ở trên cái màn hình các em xem á, đây là cái hộp địa chỉ dùng để hiển thị cái địa chỉ mà cái ô hiện tại ở chúng ta là chọn. Thì cái ô này với cái địa chỉ là B4. Rồi tiếp theo nữa là cái vùng nhập dữ liệu. Thì kế bên chữ FX này nè, đây là gọi là vùng nhập dữ liệu. Khi nào chúng ta muốn nhập thông tin thì chúng ta chọn vào một cái ô nào đó, sau đó chúng ta sẽ nháy chuột trái vào đây, thì mình sẽ nhập nội dung vào đây thì nó sẽ hiển thị ra, chẳng hạn như là số 2012, enter. Như vậy thì là dữ liệu đã được nhập. Rồi tiếp theo đó là hàng ghi tên các cột. Tất nhiên là cái này là gọi cái hàng ghi tên. Vậy thì các cột thì thể hiện qua những cái chữ cái bắt đầu gần chữ A, rồi B, C, D, vân vân. Đó là cái tên của là cái cột. Còn tiếp theo nữa là hàng. Hàng thì được thể hiện tên hàng là những cái con số, ví dụ là từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó, thì gọi là hàng. Thì tiếp theo nữa là cái phần khu vực để hiển thị dữ liệu. Tất nhiên là trong sách giáo khoa có chỉ ra giống như một cái trang Word vậy đó. Thì cái nào trống thì khi mà chúng ta nhập nội dung vào thì là nội dung hoặc là dữ liệu nó sẽ hiển thị ra chúng ta xem, thì gọi là khu vực hiển thị dữ liệu. Thì bao gồm những cái khu vực này đó, mình xem ở trên cái màn hình ha. Đó, chỗ nào trống thì sau khi chúng ta nhập nội dung thì nó sẽ hiển thị ra. Rồi tiếp tục nữa là cái phần các trang tính. Ở chẳng hạn như là ở sách giáo khoa có 2 trang như là set 1, set 2 gì đó. Thì ở trên màn hình chúng ta là khi mà mở lên nó có một cái set gọi là set 1. Vậy thì đây gọi là trang, vậy là trang 1. Ví dụ tạo thêm trang mới thì trang 2, tạo thêm nữa là trang 3. Vậy thì mỗi một trang như vậy là chứa một cái nội dung riêng theo quy định của chúng ta. Thì chúng ta nhập nội dung vào một cái trang này rồi thì là sẽ chuyển qua cái nội dung khác, thì chúng ta chuyển trang. Đó là cái phần trang. Và sẵn nhắc lại về cái định nghĩa phần mềm bảng tính luôn. Vậy thì phần mềm bảng tính giúp lưu và trình bày thông tin dưới dạng bảng.
thực hiện các tính toán đơn giản đến phức tạp. Bây giờ lấy một cái ví dụ về một cái hàm tính tổng ở trong cái chương trình bảng tính, ví dụ hàm sum nè. Đó, chúng ta sẽ nhập những cái con số vô. Đó, sau đó chúng ta sẽ enter thì nó tự động ra kết quả ha. Cái đó là tính toán. Rồi ngoài ra thì có thể là vẽ biểu đồ. Ở trong cái chương trình này là chúng ta có thể là vẽ biểu đồ. Còn cái cách vẽ biểu đồ như thế nào là sau này là những cái bài sau chúng ta sẽ được học. Rồi tiếp theo nữa thì một cái nội dung cần nhắc lại là cái cách mà chúng ta chọn một ô hoặc một hàng hoặc là một cột hoặc là một vùng. Thì em nhìn lên cái giao diện của cái phần mềm ha, là Excel, thì chúng ta thấy là để chọn một ô thì chúng ta sẽ nhái chuột vào một ô nào đó chúng ta muốn chọn. Thì đó là cái cách chọn ô. Chọn một hàng, ở ví dụ như là hàng thì thể hiện qua là cái tên hàng là những cái con số. Ví dụ hàng số 1, chúng ta sẽ đưa con chỏ chuột vào hàng số 1. Đó, nó biến thành cái mũi tên màu đen. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhái chuột trái. Thì cái hàng này được chọn. Ví dụ chọn hàng số 7, thì chúng ta đưa chỏ chuột vào tên hàng. Thì nó sẽ biến thành dấu mũi tên màu đen như thế này. Rồi chúng ta nhái chuột trái một lần. Thì đó là cái cách mà chúng ta chọn hàng. Rồi tiếp theo là chọn cột. Chọn cột thì giống như chọn hàng, chúng ta sẽ đưa chỏ chuột vào tên của cái cột. Tên của cột thì thể hiện qua những cái chữ cái A, B, C, D gì đó. Thì chúng ta đưa con chỏ chuột vào thì nó có thể hiện qua cái dấu mũi tên màu đen. Rồi chúng ta sẽ lít chuột trái vào cái cột đó chúng ta chọn. Đó là cái cách mà chúng ta chọn một cột. Chọn một vùng. Thì hiện tại bây giờ trên sách giáo khoa có để là B4 rồi 2.M11 á. Thì chúng ta thấy là B4 là ô đầu tiên. Chúng ta chọn vào. Vậy thì B4 là cột B và hàng số 4 là ngay chân cái ô là số báo danh. Rồi chúng ta sẽ giữ chuột trái rồi chúng ta sẽ kéo đến cái ô M11 rồi chúng ta buông ra. Thì nguyên cái này gọi là vùng dữ liệu. Cái vùng dữ liệu á sẽ địa chỉ sẽ cách với nhau là dấu hai chấm. Chẳng hạn như là đây là một cái ví dụ đi. Rồi bây giờ là chọn một cái vùng dữ liệu là từ B2 cho đến là D5. Thì mình bắt đầu từ ô B2 là cột B và hàng số 2. Vậy thì ô đây là ô B2. Chọn đến D5 thì chúng ta tới cái ô D5. Đây là cột D và hàng số 5 thì chúng ta sẽ buông chuột trái ra. Thì nguyên cái vùng này gọi là vùng dữ liệu. Và địa chỉ thì nó không thể hiện qua cái hộp địa chỉ ở trên. Hộp địa chỉ ở trên là chỉ là thể hiện ra cái địa chỉ của ô hiện thời. Cho nên cái địa chỉ mà vùng dữ liệu này là mình tự biết và tự hiểu. Đó, khi mà chọn một cái vùng dữ liệu như thế này thì chúng ta hiểu là từ B2 cho đến là D5 thì cách nhau bởi dấu hai chấm. Đó, lưu ý ha. Đó, giống như là người ta đã ghi trong sách giáo khoa cho mình. Rồi tiếp theo là cái phần số 2 thì mình nhắc lại một số nội dung ha. Một số nội dung như là mình muốn nhập dữ liệu vào một cái ô nào đó thì chúng ta nhập như thế nào. Ở đây thì hồi nãy có nói rồi ha. Mình sẽ thao tác lại, ví dụ như là em muốn nhập vào một cái ô nào đó. Ở chúng ta sẽ chọn vào một cái ô. Chẳng hạn như là ô C4 đi. Rồi. Có hai cách để nhập. Một là chúng ta nhập vào cái vùng nhập dữ liệu ở trên đây. Thì chúng ta nhập vào. Ví dụ 2023. Rồi Enter. Như vậy thì là sau khi chúng ta nhập xong rồi. Thì chúng ta bấm Enter thì dữ liệu đã được ghi lên cái ô này. Có cách thứ hai. Ví dụ như là ô C2. Chúng ta muốn nhập dữ liệu. Thì chúng ta chọn ô C2. Sau đó chúng ta sẽ nhái chuột trái hai lần. Khi đó là cái con chỏ soạn thảo đó, nó sẽ nhấp nháy trên màn hình. Chúng ta sẽ nhập là một cái nội dung nào đó chúng ta muốn. Ví dụ 2022. Enter. Như vậy, chúng ta có hai cách để nhập. Một là chúng ta nháy chuột hai lần vào cái ô chúng ta muốn nhập. Hai là chúng ta bấm vào một cái ô nào đó chúng ta muốn nhập. Sau đó chúng ta lên cái phần nhập dữ liệu ở phía trên đây. Đó, cái thanh nhập dữ liệu á, chúng ta nhập. Rồi sau đó là xác nhận bằng phím Enter. Vậy là xong. Rồi tiếp tục là cái phần chỉnh sửa dữ liệu á. Ví dụ như là ở trên cái máy của chúng ta đang nhập nội dung như thế này đi. Chúng ta muốn điều chỉnh. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là nhái chuột
trái hai lần vào cái ô chúng ta muốn điều chỉnh để cho con trỏ soạn thảo nó sẽ nhấp nháy trên màn hình, chúng ta sẽ xóa và chúng ta sẽ nhập lại nội dung mới. Ví dụ 2022 sửa lại 2021 chẳng hạn. Rồi sau đó bấm Enter. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể là chọn vào cái ô chúng ta muốn chỉnh sửa. Rồi sau đó là chúng ta sẽ vào cái thanh nhập dữ liệu ở phía trên nè. Đó. Thì chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột vào. Đó, chúng ta sẽ thay đổi, ví dụ 2020 đi, chúng ta sẽ thay đổi Enter. Đó, đó là cái hai cách chúng ta để điều chỉnh cái dữ liệu ở trên cái chương trình bảng tính này. Tiếp tục là cái phần định dạng dữ liệu ha. Cái phần định dạng này á, là em coi cái hình là 6.6. À, cái phần này thì nó giống như là cái phần định dạng của phần mềm Word mà chúng ta đã học rồi. Thì ở trên đây cũng có là phông chữ nè, rồi cỡ chữ, rồi kiểu chữ gồm đậm, nghiêng, gạch chân, rồi màu nền, màu chữ hay là căn lề. Như vậy thì ở trên cái giao diện của chúng ta để xem là cái phần mà định dạng dữ liệu đó nó nằm ở đâu. Vậy thì em coi trong sách giáo khoa thì vào một cái thẻ gọi là thẻ Home, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn một cái nhóm lệnh là phông và alignment. Như vậy thì mình sẽ quan sát cái khu vực nào gọi là định dạng dữ liệu. Mặc định của cái chương trình bảng tính là sẽ ra cái thẻ Home cho mình. Đó, chọn vào thẻ Home rồi thì mình quan sát ở cái phần mà phông, cái nhóm lệnh phông nè. Đó, thì ở trong đây có là phông chữ, cỡ chữ, rồi định dạng là đậm, nghiêng, là chữ Y, U là gạch chân. Rồi ở trong đây có là kẻ đường biên. Rồi màu thì ở đây là màu nền. Rồi đây là phông color là màu chữ. Còn cái phần mà khu vực ở giải cái nhóm lệnh mà alignment thì ở đây nó có là cái phần điều chỉnh canh lề. Ở chẳng hạn như là nội dung của chúng ta là muốn giữa hoặc là bên trái bên phải gì đó thì ở đây có hết. Đó, chẳng hạn như là một cái ví dụ ha. Ví dụ như là muốn định dạng một cái nội dung nào đó thì bước đầu tiên là chúng ta phải chọn vào cái ô chúng ta muốn định dạng hoặc là nguyên cái vùng chúng ta muốn định dạng. Chẳng hạn như là một ô ở số 2021 này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh định dạng. Chẳng hạn như là lệnh đậm thì chúng ta chọn B. Nghiêng thì chúng ta chọn Y, U thì gạch chân, màu chữ thì có là màu đỏ hoặc là nhiều màu thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng này, chúng ta sẽ chọn màu nào đó chúng ta muốn. Rồi hoặc là màu nền của cái ô này, hiện tại bây giờ là ô này không có màu, chúng ta sẽ chọn màu nền bằng cách là chọn vào cái màu nào đó chúng ta muốn định dạng. Đó. Còn cái cách là chúng ta canh lề, chẳng hạn như là cái số 2020 này hiện tại bây giờ nó đang ở ở bên cái phải rồi, bên phải ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn là căn cho nó giữa ô. Thì ở đây là cái ô của chúng ta, muốn giữa thì nó sẽ về vị trí này. Thì cái nhóm lệnh là ở alignment á thì chúng ta có được cái biểu tượng là chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh là căn giữa. Thì ở đây là căn giữa nè. Căn giữa có hai cái kiểu căn ha. Ví dụ như là mình sẽ gọng cái ô này ra. Như vậy thì chỉ là giữa thôi chứ chưa giữa trung tâm, tại vì giữa là giữa bên dưới. Muốn giữa trung tâm thì chúng ta phải chọn thêm một lệnh nữa, rồi giữa trung tâm. Đó, hai lệnh này là bấm một cái là nó sẽ trở vào vị trí nè. Đó, bấm một cái là nhả ra trở về vị trí ban đầu ha. Thì đó là cái cách định dạng từng ô thôi. Bây giờ mình muốn định dạng tất cả hai cái ô này hoặc là nguyên cái vùng dữ liệu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ chọn hai cái ô này. Ở sau đó chúng ta sẽ định dạng một lúc luôn. Bây giờ sẽ trở về vị trí ban đầu hết. Giờ trở về mặc định là auto. Auto hết. No fill. Rồi, chúng ta sẽ chọn hết nội dung này. Ví dụ là đậm nè. Đó, y là nghiêng, rồi gạch chân. Đó là cái cách định dạng ở trên cái chương trình bảng tính. Qua bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái phần thực hành 3 là cái nội dung ngày hôm nay. Chúng ta muốn chia sẻ trên cái video này. Tại sao là nhắc lại cái phần 1 với phần 2? Tại vì ở trong quá trình thực hành á thì chúng ta phải là biết được là cái nội dung của phần 1 và phần 2 như thế nào chúng ta mới làm được phần 3. Vậy thì mình sẽ đọc yêu cầu cái phần 3 này. Yêu cầu là nhập thông tin. À, nhập thông tin. Vậy thì mình nhìn vô cái thông tin.
cái bản 6.7 là cái bản dữ liệu khảo sát cho dự án trường học xanh. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải nhập nội dung giống như là cái hình 6.7. Trước khi làm thì chúng ta phải đọc từng bước một hướng dẫn. Thì trong sách giáo khoa ghi rất là rõ cái hướng dẫn cho chúng ta là sử dụng một cái phần mềm gọi là phần mềm Microsoft Excel. Đó là cái phần mềm bảng tính mà chúng ta đã học trên lớp. Như vậy thì phiên bản thì ở đây có phiên bản 2016. Đó là phiên bản là giống như là ở trường chúng ta đang học. Còn nếu mà ở nhà chúng ta có phiên bản 2003 hoặc là 2013 hoặc là 2000 mấy đó, thì chúng ta có thể là thực hiện là nhập giống như là trong sách giáo khoa được luôn. Bước 1 thì đầu tiên thì chúng ta là mở cái phần mềm đó lên. Thì mở thì em nào cũng phải biết mở ha. Rồi chọn vào len workbook. Thì cái này là không cần. Tại vì khi mà một cái chương trình bản tính của chúng ta thầy sẽ mở. Đây, khởi động lên. Thì tự động là nó sẽ tạo ra một cái trang mới luôn rồi. Cho nên nó là không cần phải vào file. Rồi chọn là new. Rồi ở đây có chữ là len workbook nè. Giống trong sách giáo khoa thì cái này là không cần ha. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta khởi động cái phần mềm trang tính lên. Phần mềm bản tính lên. Thì là sẽ ra là sẵn cái trang mới cho mình luôn. Cho nên cái bước 1 á. Cái bước 1 mình không cần. Ở cái bước 2 thì nhập dữ liệu như cái hình 6.7 thì mình nhìn vô cái nội dung ở cái hình 6.7 chúng ta sẽ làm theo như cái hình này. Làm theo nhưng mà mình phải nhìn vô cái hướng dẫn ở đây là có là ba cái gạch đầu dòng ha, ba gạch đầu dòng. Vậy thì ô A1 mình phải xác định được ô A1 ở đâu. Ví dụ ở đây là ô A1 nè, A là cột A, hàng số 1, vậy là ô ở đây là ô A1. Thì chúng ta nhập cái chữ là dự án trường học xanh. Ô A2 là cột A nè, hàng số 2. Vậy thì ở đây là mình sẽ nhập nội dung là bảng 1 khảo sát địa điểm trồng cây. Các cột thông tin chính sẽ là vậy là cái cột là số thứ tự nè, địa điểm, loại cây. Thì cái chữ là số thứ tự này là ở cột A. Địa điểm cột B. Loại cây là cột C ở hàng số 3. Còn nội dung thì mình sẽ gõ giống như là cái hình 6.7 là được. Và bây giờ thầy sẽ thực hiện cho các em xem. Rồi bây giờ sẽ đóng lại, làm lại từ đầu ha. Rồi, mình khởi động chương trình bản tính lên. Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhập cái hàng đầu dòng đầu tiên theo cái hướng dẫn là A1. Đầu tiên thì mình sẽ chọn A1. Sau đó mình sẽ nhập là dự án trường học xanh. Rồi, tiếp theo nữa là cái ô A2. Đây là ô A2 ha. Mình sẽ nhập vào là bảng 1. Chấm. Khảo sát địa điểm trồng cây. Rồi, Enter. Rồi, sau đó là các cột ghi thông tin như là số thứ tự. Số thứ tự thì sẽ nằm ở ô A3 ha. Rồi, ô B3 là địa điểm. Rồi tiếp theo nữa là loại cây ở cột là C3. Enter. Rồi bây giờ sẽ nhập là các số thứ tự. 1, Enter. 2, Enter. Bây giờ tới 5. Tới 5 thì chúng ta sẽ tô hai cái số. Làm cho nhanh ha. Tô hai cái số là 1 với số 2. Rồi chúng ta sẽ đưa con chỏ chuột vào cái góc cuối bên phải của cái vùng đó. Chúng ta sẽ kéo 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta buồn. Như vậy thì số nó sẽ tự động điền. Rồi chúng ta không cần nhập tay ha. Trước lớp học. Rồi, sân trường. Rồi, cổng trường. Đường liên thôn. Trước nhà dân.
Các em lưu ý là trong sách giáo khoa thì có nội dung gì thì chúng ta sẽ nhập ha. Ở ví dụ trường hợp này, mình nhập vô mà cái cục B này á là cái nội dung, mà cái nội dung bị nó đã che qua cái cục C rồi, thì là các em quan sát trên màn hình thầy sẽ hướng dẫn là cái chúng ta sẽ kéo cái cục B rộng ra để cho nó phù hợp. Thì là trong yêu cầu cái sách giáo khoa cũng có là cái yêu cầu là điều chỉnh luôn, thì chúng ta sẵn đây chúng ta điều chỉnh luôn. Thì chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột vào cái cục B, thì là ở ngoài đường biên á, đường viền của cái cục B á, ở trên cái tên của cái cột thì chúng ta thấy là dấu mũi tên sẽ là cái dấu mũi tên như thế này, cái con trỏ thể hiện như thế này. Thì chúng ta giữ chuột trái, sau đó chúng ta sẽ kéo qua bên phải, chúng ta buông ra, buông chuột trái ra thì là cái cột nó sẽ rộng ra. Như vậy thì mình tiếp tục là mình nhập cái cột C, cây hoa, cây hoa, cây bóng mát, cây ăn quả, rồi cây hoa, cây bóng mát. Ở đây thì là nội dung này nó giống như là nội dung này ở cái ô C5, thì chúng ta lít chuột phải, chúng ta sử dụng lệnh copy, rồi sau đó là chúng ta sẽ dán vào, lít chuột phải, bát đó cho nó nhanh, cây ăn quả. Rồi như vậy là nội dung chúng ta đã nhập xong, giống như là yêu cầu trong sách giáo khoa. Rồi tiếp theo nội dung nữa là yêu cầu là bước 3 là chỉnh sửa định dạng dữ liệu, điều chỉnh hàng và điều chỉnh cột cho nó phù hợp. Như vậy thì là mình sẽ xem là cái cột B hồi nãy chúng ta đã điều chỉnh xong rồi. Như vậy thì còn cái cột C, nội dung nó lắng qua bên cột D rồi, thì chúng ta sẽ lít chọn cột C, sau đó đưa chỏ chuột vào cái đường biên, rồi chúng ta sẽ kéo, nháy chuột trái chúng ta sẽ kéo bên phải, thì tự động thì cái cột nó sẽ rộng ra như thế này. Đó, như vậy thì cái nội dung ở những cái cột nó không bị che phức bởi những cái cột khác. Rồi tiếp theo nữa là định dạng chữ đậm màu xanh lá cây, tăng cỡ chữ cho tiêu đề. Tất nhiên là mình ở chọn cái ô A1, người ta sẽ yêu cầu là mình là nhìn vào cái sách giáo khoa này, thấy không, định dạng cái chữ là dự án trường học xanh này là màu xanh lá cây, rồi in đậm, rồi tăng cỡ chữ cho tiêu đề. Vậy thì cỡ chữ, in đậm và màu xanh lá cây, mình coi thực hiện luôn ha. Ví dụ hiện tại giờ đang ô A1 này, mình chọn vô ô A1 dự án trường học xanh. Bây giờ mình sẽ để chữ đậm thì chúng ta chọn vào cái ký hiệu là B ở trong cái nhóm lệnh là phong á. Rồi tiếp theo là mình chọn là màu xanh lá cây. Các em lưu ý ở cái phần mà màu nền thì gọi là fill color, nó giống thùng nước sơn, gọi là màu nền của cái ô đó. Cái này không phải là màu chữ nha. Màu chữ là chữ A bên đây nè, có vệt màu ở phía dưới. Thì chúng ta bấm vào cái nút mũi tên, sau đó nó sẽ ra một cái bảng màu, mình chọn là màu xanh lá cây. Rồi tiếp theo nữa là tăng cỡ chữ. Chẳng hạn như là ở đây không quy định là cỡ chữ mấy, thì hiện tại bây giờ là ở trên cỡ chữ là 11. Chúng ta sẽ tăng lên là khoảng 16. Như vậy là được. Hoặc là 18 hoặc là 20 đó, tùy mình ha. Rồi xong một cái yêu cầu nữa. Rồi tiếp theo ha, là cột số thứ tự căn dữ liệu vào giữa. Như vậy thì là mình quay lại cái bản tính của mình. Cột số thứ tự hiện tại giờ đang ở cột A. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái vùng mà chúng ta muốn định dạng. Tất nhiên là từ cái A3, là từ cái ô này nè, có chữ là số thứ tự nè, chúng ta sẽ kéo chọn tới cái ô là A8, là cái số 5 này nè, thì chúng ta buông ra thì cái vùng này được chọn rồi. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng canh giữa. Như vậy thì cái dữ liệu nó sẽ vào giữa. Vậy là xong cái yêu cầu. Rồi tiếp theo là bước 4,
nhái vào tên trang tính ở set 1 và nhập là 1 rồi chấm khảo sát. Như vậy thì mình sẽ đổi tên set 1. Set 1 ở đây thì mình thấy là hiện tại bây giờ là đang tên là set 1. Bây giờ yêu cầu trong sách giáo khoa thì kêu đổi tên. Có hai cách. Chúng ta sẽ lít chuột phải vào cái set này, sau đó là chọn rename. Cách thứ hai có thể là nhái đúp chuột trái hai lần vào cái set này, rồi chúng ta sẽ xóa, rồi chúng ta sẽ nhập. Nên bây giờ mình sẽ chọn chuột phải vào đây rồi chọn là rename. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đặt tên là một chấm khảo sát, một chấm khảo sát. Rồi enter. Như vậy thì là tên của set 1 này là được thay đổi. Đó là xong cái yêu cầu. Rồi tiếp theo nữa là hàng tiêu đề ở hàng 3. Vậy thì hàng số 3 là cái hàng là số thứ tự địa điểm loại cây nè. Sẽ định dạng là cái nền màu vàng. Rồi sau đó dữ liệu sẽ được căng giữa ô. Rồi quay lại trang tính nha. Bây giờ mình sẽ là tô từ cái ô A3 cho đến C3 thì mình buông ra. Đó, tô chọn. Như vậy thì mình chọn là 3 ô. Sau đó là mình vào biểu tượng hình thùng nước sơn nè. Mình sẽ định dạng. Ở trong sách giáo khoa mình quay lại là cái màu vàng đúng không? Màu nền màu vàng. Thì chúng ta sẽ chọn màu vàng. Đó. Đây màu vàng đây. Bấm vào. Ở sau đó chúng ta sẽ căn giữa cái dữ liệu. Thì bấm vào cái biểu tượng căn giữa ở đây. Rồi thêm cái căn giữa nữa là giữa ô. Ở chúng ta sẽ chọn hai cái căn giữa luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo là bước 5 ha. Bước 5 này là yêu cầu ở chúng ta sau khi chúng ta đã làm xong rồi thì ở bước 5 này kêu mình lưu lại. Vậy thì lưu lại với cái tên là TH xanh, tất nhiên là trường học xanh đó. Chấm XLSX. Như vậy thì là cái phần đuôi ngầm định ở phía sau này nè, chấm XLSX nè, mình không cần nhập. Ha, mình đặt tên mình không cần nhập cái đuôi này, tại vì cái đuôi này đã nói rồi là đuôi mở rộng của những cái chương trình. Đó, chúng ta là không cần nhập tại vì cái này là tự động nó sinh ra, chúng ta chỉ quan tâm là cái tên này thôi. Đó, TH xanh là trường hợp xanh này thôi. Rồi chúng ta sẽ vào file rồi lệnh save, rồi hoặc là sử dụng là Ctrl+S rồi đặt tên, rồi sau đó là lưu. Như vậy thì nữa mình làm thực hành lưu ý là mình sẽ lưu vào ổ đĩa D. Rồi bây giờ trở lại cái trang tính của mình. Để lưu được cái bài này là đầu tiên là mình phải vào được cái giải lệnh file. Đó, file thì kế home là file đứng trước home nè. Bấm vào lệnh file cái. Rồi chọn là save. Thì nãy có nói rồi là có thể là bấm Ctrl+S cũng được luôn. Rồi bấm chữ save. Rồi sau đó là DPC. DPC thì chúng ta sẽ nhái vào DPC, nhái chuột trái vào DPC hai cái ha, là nhái đúp chuột trái hai lần vào DPC. Sau đó chúng ta sẽ chọn ổ đĩa D. Hiện tại giờ máy này là không có ổ đĩa D ha, chỉ có ký hiệu là C, E, F thôi. Đó. Một là mình có thể là lưu vào ổ đĩa D hoặc là E. Nếu mà trên máy mình có ổ đĩa D thì mình lưu vào ổ đĩa D. À, chẳng hạn như máy này không có thì chúng ta sẽ chọn vào ổ đĩa E đi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên. Đặt tên vào cái chỗ là file name nè. À, ví dụ là hồi nãy là có cái tên là TH. Rồi chữ xanh đúng không? Rồi. Rồi thay vì phải gõ luôn là chấm XLSX như thế này thì chúng ta là không cần ha, chúng ta không cần gõ cái đuôi ngầm định của cái chương trình bản tính, mà chúng ta chỉ đặt tên là TH xanh là đủ rồi. Đó, sau đó là chúng ta bấm chữ save. Như vậy thì là cái bài chúng ta đã lưu xong. Bây giờ để tìm lại cái bài thì đầu tiên chúng ta phải nhớ là chúng ta lưu ở ổ đĩa nào. Thì hồi nãy là lưu vào ổ đĩa E. Nếu mà lưu vào ổ đĩa D thì mình là kiếm trong ổ đĩa D. Còn nếu trong ổ đĩa E thì chúng ta sẽ vào ổ đĩa E chúng ta tìm cái bài. Ví dụ như là mình sẽ mở cái DPC này lên là cái computer ở trong cái máy quản lý ha. Quản lý ổ đĩa, tập tin thư mục. Rồi, rồi chúng ta sẽ quan sát. Ở trên đây là có ổ đĩa E nè. Không có ổ D ha. Rồi, mở lên.
Rồi hồi nãy là cái file mà chúng ta đã là sale xong rồi đó. Sale xong thì nó nằm ở đây. Là TH xanh nè, là trường hợp xanh. Đây là cái file mà chúng ta đã lưu. Sau này chúng ta muốn sử dụng lại, chúng ta sẽ mở lên bằng cách là nháy chuột trái 2 lần, nháy đúp chuột trái rồi mở lên để chúng ta chỉnh sửa hoặc là chúng ta bổ sung gì đó. Như vậy thì cái phần hướng dẫn cho các em làm tốt cái phần số 3 thực hành nhập thông tin khảo sát dự án trường học xanh của cái bài 6 là làm quen với phần mềm bản tính đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những nội dung tiếp theo.